Vâng, đây là cảnh xếp hàng đi đái ở Mỹ Đình. Em quét lại rồi. Ôi, một chị này phấn rồi sau khi được đi vệ sinh. Vâng. Chưa phát biểu cảm tưởng sau khi đi vệ sinh này. Ơ, sướng lắm. Vâng, còn đây là cảnh các chị. Đây cũng chịu rồi. Phấn rồi, nhưng vẫn đang bên đường kinh. Không, đây là có thể là không thể chịu được rồi. Đấy, đây, 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 đây. Vâng, ai có thể hôm nay đi xem Westline thì nếu mà có buồn thì cũng một năm có một lần, vâng. Ông này rất là kỳ. Đây là máy bộ đội.